Sau khi chúng ta đã nói về những hệ quả của cái sự trì hoãn, thì một trong những cái điều mà nó gây ảnh hưởng lớn nhất đó là mất cơ hội và mất tiền bạc. Nói về cái nguyên nhân, thì ngoài những nguyên nhân đã được nêu ra, thì một trong những cái nguyên nhân ít ai đề cập đến đó là sự bất hòa nhận thức. Sự bất hòa nhận thức là gì? Đó là sự khó chịu về mặt tinh thần khi có hai hoặc nhiều hơn niềm tin, giá trị hoặc thái độ mâu thuẫn cùng một lúc. Nghĩa là đôi khi bạn muốn làm điều này nhưng bạn lại không làm và nó mâu thuẫn với bạn, đôi khi tức chính mình. Sự bất hòa nhận thức nó cũng làm một cái tác nhân, là một cái tác nhân nó gây cho sự trì hoãn. Và cái giải pháp là gì? Ngoài những cái đã được thảo luận với nhau, thì cái việc mà bất hòa nhận thức đó là cái việc chúng ta phải giải quyết vấn đề niềm tin của chúng ta. Tại vì niềm tin nó dẫn đến cái tâm trí chúng ta. Tâm trí của chúng ta nó phải dựa trên cái chân lý, chúng ta phải biết sự thật là cái gì, phải đối diện sự thật thì nó mới dẫn đến được hành vi. Và hành vi lúc đó chúng ta mới có thay đổi được cái phong cách sống, nghĩa là không còn sự trì hoãn nữa. Có một cái lời khuyên đó là hãy trong mọi sự hãy làm một cách thích đáng và trong trật tự. Chúng ta phải làm việc một cách trật tự thì khi đó cái sự trì hoãn nó mới được triệt tiêu. Hy vọng những điều tôi chia sẻ cũng như những thảo luận vừa qua đã giúp các bạn có thể vượt qua sự trì hoãn và chúng ta cần một cộng đồng để cùng vượt với nhau. Chúc các bạn thành công. Sozo Talk là gì? Sozo, tiếng Hy Lạp nghĩa là sự cứu giúp, sự giúp đỡ. Talk nghĩa là bài nói. Với cộng đồng Sozo Talk, chúng tôi hy vọng đem lại cho những bạn bài nói mà có góc nhìn giúp cho các bạn sống có một tính cách tốt, cũng như một cái kiến thức, cũng như là một thái độ tốt với những cái vấn đề mà chúng ta gặp trong cuộc sống. Cộng đồng Sozo Talk chấp nhận bạn như chính bạn là và chúng ta có thể cùng hành trình với nhau. Hy vọng Sozo Talk là một nơi các bạn có thể thuộc về, là một nơi các bạn thể hiện được ý của bạn cũng như lắng nghe được những góc nhìn khác. Hẹn gặp lại các bạn trong các lần Sozo Talk.